Em Đức Hải Dương xin chào toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũng với Hải Dương. Mới nhất trong cái ngày hôm nay thì em Đức Hải Dương lại về thêm một mẫu xe để cho chị và các bạn mua về thay một chiếc xe máy che nắng che mưa. Và chiếc này thì được trang bị 5 ghế ngồi Mazda sản xuất năm 1995, nhập Nhật nguyên chiếc anh em nhé. Và chiếc xe được trang bị động cơ 1.6, máy ngon, điều hòa mát, đăng kiểm dài luôn, em Đức vừa đăng kiểm xong. Và hiện tại với cái mẫu xe Mazda 323 này là một cái dòng xe mà rất là phù hợp cho tất cả quý anh chị và các bạn đã mua về để chúng ta ôn luyện tay lái, hoặc là bác nào mua về thay một chiếc xe máy thì cũng khá là tuyệt vời anh em nhé. Sơn vỏ thì còn khá là đẹp đấy, biển thì 37A. Và hiện tại chiếc xe này thì em Đức bán giá chỉ bằng một chiếc xe máy thôi, giá 38 triệu đồng đấy. Sơn vỏ cực đẹp, máy đại chất luôn anh em nhá. Chiếc này nhập Nhật nguyên chiếc. Chiếc này thì em chia sẻ rất là thật luôn, cái đợt Covid đầu tiên là em Đức đã biết về chiếc Mazda này rồi, nhưng mà không mua được các bác nhá, vì cái thời điểm ấy là anh em nó rất là căng luôn đấy, không mua được. Và đến bây giờ em Đức qua cái thời gian cứ điện thoại đi điện thoại lại, và đến đợt này thì em Đức lại mua được. Vì thật sự ra chiếc này em Đức mua về để đi các bác nhá, để đi thôi đấy. Và anh em nào đam mê thì em Đức sẽ nhượng lại cái chiếc Mazda 323 này, đời 95, sản xuất 1995 nhưng mà lại nhập Nhật nguyên chiếc anh em nhá. Đấy, động cơ 1.6, xe thì còn rất đẹp luôn, giá 38 triệu bằng một chiếc xe máy anh em nhá. Con này chạy một phát từ Vinh ra ngoài Hải Dương. Đấy, sơn xi rất đẹp luôn, la răng sắt ốp nhựa anh em nhá. Đấy, mặc dù là đời sâu nhưng mà lại nhập Nhật nguyên chiếc luôn. Động cơ 1.6, máy thì êm lắm anh em ạ, êm tít luôn. Đấy, và sau đây em sẽ mời mọi người, mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ khám phá là chiếc xe này nó còn những cái gì anh em nhá. Còn zin những cái gì? Thứ nhất là cái đôi đèn này anh em này, đôi đèn kính này của nó này, zin luôn, đèn kính zin luôn. Đấy, xe thì chất miễn bản anh em nhìn. Đấy, cứ gần như là căng một cái sợi chỉ từ đầu xe đến cuối xe anh em nhé. Đấy, con này thì máy thì miễn bản luôn anh em nhé. Đăng kiểm em Đức vừa đăng kiểm xong, vừa đăng kiểm hôm nay xong. Đăng kiểm các bạn này. Đến tháng 3 năm 2021. Đấy, em Đức mua chiếc này về để đi. Cũng rất là lâu rồi mới mua được. Biết từ dịch Covid đợt trước và đến bây giờ, từ lúc đăng kiểm đầu tiên và cũng phải 6 tháng rồi. Đến giờ thì là mới mua được em nó, la răng sắt ốp nhựa anh em nhá. Sơn xi thì rất là đẹp luôn, sạch sẽ anh em ạ. Đấy, hệ thống đèn sau của nó đây các bạn này, Mazda 323 1995 nhập Nhật. Đấy, và giá thì bằng một chiếc xe máy thôi, 38 triệu, điều hòa mát, máy ngon anh em nhá. Đấy, nội thất sơn xi sạch sẽ đẹp, anh em chúng ta mua về cũng chỉ việc đổ xăng thôi. Ba mươi tám triệu, xe nhập Nhật anh em nhá. Vô lăng thì vô lăng 3 chấu, không có túi khí an toàn nè anh em nhá. Đấy, 38 triệu. Đấy, lộ thật đây. Chiếc này cũng được trang bị gương kính chỉnh điện này anh em ạ. Đấy, gương kính chỉnh điện anh em nhá. Cũng gạt mưa, gạt biếc đầy đủ hết, chả thiếu gì cả anh em nhá. Nội thất sơn xi sạch sẽ luôn. Máy ngon, điều hòa mát, phun số nhẹ nhàng. Đấy, anh chị và các bạn nào xem xe thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương các bác nhá, hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương thì em Đức ra, Đức sẽ đón các bác. Chiếc này là ghế da, trần da anh em nhá, trần da, ghế da. Đấy,
vừa đóng bịch 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 luôn. À, chiếc này thì nó có một cái gậy để chống cabo, nhưng chống đằng trước anh em ạ. Xe này mua là vừa đi công vụ, gặp anh em là đam mê thì là để lại cho anh em. Chị em là mua về mà thay chiếc xe máy che nắng che mưa, hoặc là có mới bằng B2 thì đi con này thì quá tuyệt vời rồi. Một quả la răng sắt dự phòng anh em nhé. Đây, sơn xi bên trong mới đăng kiểm xong, xe mới đăng kiểm xong mới tinh tình luôn. Đấy. Tội gì đi xe máy. Covid này anh chị và các bạn chúng ta mua về cũng chỉ việc đi thôi. Máy ngon, điều hòa mát, gầm gì đây các bác này, gầm đây các bác nhìn này, không có hiện tượng mục mọt gì anh em nhé. Đấy, lốp đây, lốp thì cực dày luôn nè. Đấy, bốn quả lốp dày dặn luôn. Xoay luôn phần gầm bệ sắt xi bên phụ bên lái anh em xem nhé. Đây anh em, đây. Chưa có bị mục mọt thủng sàn gì nhá anh em nhé. Đấy, chất lượng của nó thì miễn bàn. Sơn xi sơn vỏ sạch đẹp gọn gàng. Giá 38 triệu. Đây. Cầm bệ sắt xi ở đây các bác này. Đấy. Xe đã đi công vụ thì chất miễn bàn anh em nhé. Đấy. Phải săn được những chiếc như thế này để đi. Nó mới sướng con người. Đấy. Xăng thì ăn như ngửi thôi, 7 lít trên 100 km. Đấy. Vì thật sự ra thì em Đức đi có một mình thôi nên là cũng không quan trọng lắm. Đấy, chẳng cần gì phải đi xe đẹp nên gì cả. Tiền nào vải đấy thôi. Có 38 triệu thì thay con xe máy thì mua tay ga bù 70-80 triệu rồi, vẫn đi được có hai thằng. Mưa thì vẫn lên đầu. Đấy. Cứ Linh Bình, Thanh Hóa rồi Nghệ An cứ đi con này cứ cỡi ngon. Cần gì phải đi xe nhiều tiền. Mình ít tiền thì mình mua ít tiền thôi. Nội thất thì được bọc hai màu, đen và đỏ anh em nhé. Đen đỏ. Đấy. Máy ngon, điều hòa mát. Đấy. Đây, em sẽ cho anh chị và các bạn chúng ta xem cái khoang máy của nó này. Chất miễn bàn luôn. Mazda 323 đời 95 mà lại nhập Nhật. Săn hàng bao nhiêu ngày tháng mới mua được nó. Phải nói em Đức cũng vất vả vì chiếc xe này các bác nhá. Đấy. Đợt đầu thì còn đăng kiểm thì nó lại bị lứt kính lái, xong là đây, máy móc của nó đây các bác. Máy khô roang roang luôn. Anh em nhá. Đây, đầu đây. Đấy. Cái đời chín mấy này. Máy ngon, gầm ngon anh em nhá. Không bị mục ngoạt luôn, điều hòa mát. Đấy. Đấy, sau đây em Đức sẽ lổ máy ấy, cho chị và các bạn nghe tiếng động cơ các bạn nhé. Không có giấm một giọt dầu nó ra cả. Sần mãi mới được đấy anh em ạ. Đùa đâu. Đi mua xe nhiều lúc bảo có tiền mua được, không mua được. Các bạn ơi. Đấy, đấy, đấy. Vín. Đấy. Vín ga này, đấy, xe này. Đẹp long lanh luôn. Giá 38 triệu. Máy ngon, điều hòa mát. Cuốn số nhẹ nhàng. Đây các bạn nhìn thấy máy không? Máy không có một tiếng rung nào luôn. Này các bạn này. Êm tít tít luôn. Này. Các bạn nhìn điện thoại em không rung nào luôn các bạn nhá. Đấy. Máy ngon. Rồi, không ngon luôn. Máy mà đi thì thôi rồi. Đấy. Nhập Nhật anh em nhá. Điều hòa mát. Em chuẩn mới kinh tình luôn.
anh chị và các bạn đang theo dõi clip của em Đức thì nhớ cho em Đức một lượt chia sẻ và một lượt like. Bác nào mà mới xem clip của em Đức là đầu tiên mà quan tâm những cái dòng ô tô cũ đã qua sử dụng và chất lượng còn khá là bền bỉ đấy, thì là anh chị và các bạn bấm đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất bên lúc về theo ngày tháng. Và cái mẫu xe Mazda 33 này thì hiện tại bên em Đức đang chào bán thì giá chỉ bằng một chiếc xe máy thôi, giá 38 triệu. Anh chị và các bạn muốn lái xe và xem xe trực tiếp và lái trải nghiệm thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc Cao Thái, Kim Thành, Hải Dương các bác nhé. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip lần sau. Vâng, em chào các bác nhé.